Mark Rutherford đã bắt đầu hành trình từ một sân bay tại thủ đô Sofia của Bulgaria vào tháng 3. Chàng trai mong muốn sẽ phá kỷ lục phi công nhỏ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới do Travis Ludlow lập năm ngoái khi mới 18 tuổi, chia sẻ về ước mơ của mình sau khi trèo ra khỏi chiếc máy bay siêu nhẹ hai chỗ ngồi tại sân bay Windsor. Mark nói, tôi muốn lập kỷ lục là phi công trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới. Tôi vừa bay tới Nairobi từ Lokichojo. Tôi mong muốn rằng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đang ấp ủ những ước mơ. Không cần phải đợi đến khi đủ 18 tuổi đâu. Các bạn có thể thực hiện ước mơ ngay từ khi vẫn còn rất trẻ. Mark được sinh ra trong một gia đình có truyền thống là phi công. Chị gái cậu Zara đầu năm nay đã ghi kỷ lục nữ phi công trẻ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới. Mark nói về cảm giác lần đầu tiên cầm lái. Lần đầu tiên tôi thực sự điều khiển một chiếc máy bay là năm tôi 7 tuổi. Tôi đã rất sợ, nhưng bố ngồi ngay cạnh tôi và mọi việc cứ thế tốt dần lên. Kể từ đó, đam mê của tôi mỗi ngày một lớn. Tôi thực sự thích bay. Năm 15 tuổi, tôi nhận bằng lái máy bay và là phi công trẻ nhất thế giới. Ngoài gia đình, Mark không nhận được nhiều sự ủng hộ đối với hành trình lần này. Nhà sản xuất máy bay Shark Aero đánh giá hành trình này quá nhiều rủi ro và từ chối hợp tác với dự án của chàng trai. Tuy nhiên, cho tới nay, Mark vượt qua một nửa hành trình một cách suôn sẻ. Chàng trai cho biết thách thức lớn nhất mà mình từng đối mặt cho tới nay là trải nghiệm khi bay qua sa mạc Sahara do tầm nhìn bị hạn chế bởi cát. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Mark cho biết sẽ tới thăm thêm 4 quốc gia châu Phi và Ấn Độ Dương, sau đó sẽ bay đến Trung Đông, châu Á và Bắc Mỹ, kết thúc hành trình khi trở lại châu Âu.